Và Trọng Minh xin chào quý các anh chị và các bạn yêu kênh cả nước nhé. Hôm nay giới thiệu với mọi người, hiện tại bên em mới về một lô cây chiết hồng diêm ruột đỏ khổng lồ nhé. Đây, quay cho các bác cùng xem cành chiết của nó đây, đã vào bầu rồi này. Đấy. Bên em vào bầu to nhé để cho nó nhanh phát triển. Và cái cành chiết hồng diêm ruột đỏ của bên em ấy được chiết từ cây bố mẹ là đang ra hoa ra trái rồi nhá. Đây các bác có thể xem là có những cành nó có mắt hoa này. Đấy. Đấy, có mắt hoa này. Đấy. Chiết thì cái dòng hồng hồng xiêm ấy nói chung ấy thì thường là chiết những cành ngọn đấy, chứ không chiết thành từng khúc như những cây khác. Đấy, bởi vì nếu như mà chiết thành từng khúc như những cây khác ấy thì cái phần khúc dưới của nó ấy, nó sẽ rất là chậm ra chồi ra lá ra hoa nhé các bác nhé. Đấy, bởi vì là cành nó phân ở đầu ngọn. Đây, tất cả những cái ngọn này sau này nó sẽ vươn thẳng lên. Đấy. Cứ xác định là ở dưới gốc này nó sẽ không phân nhánh nữa. Đấy, với dòng hồng xiêm nó đặc điểm nó như vậy. Dưới gốc nó sẽ không phân nhánh nữa mà nó sẽ vươn thẳng lên và bắt đầu phân nhánh ở trên đầu ngọn nhé. Đấy. Nếu như mà các bác mua những cành hồng xiêm mà nó chiết thành khúc ấy, thì sau này về sẽ rất là lâu phát triển nhé. Thành thành khúc ở đây tức là nó không phải là ngọn mà nó chiết, ví dụ nó chiết ngang đây một đoạn đấy, đây một đoạn, đây một đoạn như này, nó cắt một đoạn như này, nó chiết ở đây ra rễ đúng không ạ, nó cắt ở đây thì là các bác sẽ mua khúc này về thì cái khúc ngang thân như thế này sẽ rất là chậm để mà phát triển chồi nhé. Đấy, nó phải có ngọn sẵn cơ. Đây, nó phải có ngọn như thế này. Đấy, đây có ngọn này. Đấy, đây cũng là ngọn của nó này. Đấy nhá, hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ. Năm nay thì bên em về hàng cành chiết nó được chiết từ cây bố mẹ đã có hoa có quả thì khi mà các bác mang về các bác trồng ấy, nó sẽ rất là nhanh để được thu quả nhé. Còn với những cành chiết mà từ những cây non chưa ra quả bao giờ ấy, thì các bác trồng sẽ rất là lâu, cũng như là các trồng cây hạt sẽ rất là lâu có hoa. Đấy, lâu ra quả. Đấy, ngoài cái cành chiết hồng xiêm ruột đỏ này ra thì bên có cả cây ghép nhá, cũng ghép những cành lấy phôi ghép từ cây bố mẹ đang có hoa có quả cũng sẽ rất là nhanh ra quả thôi. Đấy, thì có hai sự lựa chọn. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ với nhà vườn Trọng Minh nhá, số điện thoại liên hệ 034 844 8145. Cảm ơn tất cả mọi người xem video nhé, xin chào, hẹn lại ở video sau.